Papa. À, Momo Papa. Con nhớ Momo Papa hả? Momo Papa Holoki. À, con đi hôm lâu với Momo Papa hả? À, vui hả? Đúng rồi, trước khi mình về Việt Nam, Momo Papa đưa con đi hốc lốp đó. Đây là hồ Lắc, hồ Lắc tỉnh Đắk Lắk. Hồ tự nhiên lớn thứ nhì Việt Nam sau khi sau hồ Ba Bể. Đấy là lớn. Bên kia hồ là một cái resort 5 sao hay 6 sao thôi. Đây mọi người có thể đến để uống cà phê, uống nước mía. So late for drink something. To đây là cây Kernia này cả nhà, cái cây mà hồi lâu thì có gửi hạt qua cho bố mẹ chồng ăn á. Đây là cây Kernia. À, còn đây là đường lên trường cấp 3 cũ của Thúy. Bữa nay họ trang trí rất là đẹp, ban đêm thì đẹp hơn ban ngày. And then place for them. Xây mới nhiều thứ lắm. And then we just turn back. Yeah. Hello guys, hello bác đi. Xin chào bác đi. Wow, so beautiful. Ôi 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 ôi. Can I take picture? Can you stop somewhere there to take picture for me? Đẹp quá. Đây là trường cấp 3 nơi mà Thúy học ở đây và bây giờ đã thay đổi rất là nhiều rồi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi luôn ấy. Từ cách trang trí này, họ xây dựng mới này và cái đường lên cũng đẹp và sạch hơn rất là nhiều luôn. Thay đổi rất là nhiều thứ và rất là đẹp. Mọi người có thể đến đây để chụp hình cưới hoặc chụp hình lưu niệm. Còn đây là view từ trên trường xuống này. Can you show from that side to drop down đâu, cho nó nhìn đi. Nhìn đói, nhìn đói. Mua cái đó.
Đây là anh hai à? Đây anh hai, anh hai ba. Ủa trời ơi, sao có nhầm anh hai với anh ba? Anh hai đây này. Anh hai đây nè, đầu có cao là hai. À đầu có cao là anh hai. Còn anh ba là có đặc điểm gì? Anh ba là giống con hả? Anh cái áo này à? Ờ, cái áo rồi, cái mặt, cái áo. Anh ba giống con hả? Johtuko sun nenää? Ei mikään ihme tuolla vauhdilla. Ăn khuya, em muốn ăn khuya. Còi mua cho em thì tốn lắm mà còi ạ. Ngon quá em bé à. Em bé ngon quá em bé à. Ngon quá em bé. Ờ. Ngon quá em bé à. Nam Nam hù dụ. She's so well. Em ngon có gì không? Cho mẹ xem nè. Cho mẹ xem cái gì nè. Thôi cho em hân đi đi. Năm năm ngon quá em mua nè, cái miệng xinh xinh. À, bố cho ăn ngon quá. Bố cho anh ăn ngon quá. Hay hai em thử miếng. Bye bye hả? Bye bye ngoài. Bye bye. Bye ngoài đi là hả? Ngoài đi cà phê không cho em đi cùng à? Không. Em hơn rồi. Không cho em đi. Trời ơi. Ngon quá. Em ba. Em hai đẹp trai. Bạn ơi. Đặt con bánh hả? Em bé yêu ơi, trong tươi. Ngon quá đi à. Cái gì á nhỉ? À, trái cây thử miếng không? Anh hai thử miếng không? Mẹ muốn tắt cái trái này không? Bye bye. When ever not just visiting my family, like the old family đó. Bây giờ mở coi kìa. Bây giờ mở coi kìa. Ôi trời. Mai gặp lại má, mai mình gặp lại má. Về rồi, mời mấy anh về rồi. Giờ mình đi ngủ nhé. Mẹ đang bận dọn cơm. Mẹ đang bận dọn cơm mà. Con hả? Con qua mẹ bé hả? À mẹ bé em muôn á. Để mẹ bé em muôn để bố bé. Bố sắp về rồi mà. Để cho bố em bé em đi. Bố sắp về nước rồi mà. Không. Bố bé hai đứa được mà, để bố bé em nữa. Còn một cái tay này, một cái tên này mà của tôi cũng sợ. Không có coi. Nhưng mẹ đang bận nấu cơm. Để bố bé em đi, thương quá, để bố bé em đi mà.
gắn bó. Cái món là mặc vô là mặc. Mũi bo nhỏ hay mũi bo mà. Ai 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 ai